Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục trong cái video này thì mình sẽ làm con tàu USS Missouri BB63 sau cái phiên bản cập nhật anh em nhé. Hiện tại thì bây giờ cái con tàu này nó đã được búp thêm một cái khe tên lửa nữa. Trước đây thì nó là hai cái khe tên lửa đơn, thì bây giờ thì một khe đơn đầu tiên thì nó đã được búp lên, đó là X2. Đó, thì tổng cộng bây giờ là con tàu này sẽ có 3 khe tên lửa anh em nhé. Còn về pháo chính và pháo phụ ấy, thì gần như là vẫn như vậy, nó không có gì thay đổi cả. Còn về cái thay đổi tiếp theo ở sau cái phiên bản cập nhật ở cái phần chỉ số, thì cái con tàu này nó đã được búp lên, đó là 572.000 máu. Đấy, đây là một cái lượng máu có thể nói là cực kỳ trâu anh em nhé. Kém khoảng 28.000 máu nữa là nó sẽ tròn 600.000 máu, cực kỳ trâu. Tốc độ thì nó vẫn giữ nguyên là 20,2 hải lý, độ cơ động là 7,2, phạm vi hoạt động của radar là 8 km. Tuy nhiên thì ở cái phần phạm vi hoạt động của sonar thì nó đã bị nép đi rồi, giờ thì nó chỉ còn có khoảng 0,8 km thôi anh em ạ. Đó, thì cái này nó đã bị nép đi ở cái phần chỉ số của sonar rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi tiến hành thi đấu luôn anh em nhé. Với cái sự thay đổi này thì mình thấy là cơ bản thì là con Missouri nó sẽ mạnh hơn so với trước. Đấy, còn cái về cái việc chống ngầm ấy thì nó sẽ lại kém hơn. Trước đây thì nó đã kém rồi, bây giờ thì sonar nó còn bị nép đi nữa thì nó còn kém hơn nữa. Được búp thêm cái khả năng diệt hạn nhưng mà lại bị nép đi một chút ở cái phần phát hiện tàu ngầm. Thì cái này thì tốt nhất là anh em nên mang cho mình một cái khe, đó là khe tên lửa chống ngầm. Thậm chí là có những người có thể mang được hai khe chống ngầm. Đấy, cái này thì cũng có thể được, không vấn đề gì hết. Cái hỏa lực thì anh em vẫn sẽ chủ yếu là phụ thuộc vào cái pháo chính. Ở trận này mỗi bên hai con thiết giáp cơ ạ. Ôi dồi ôi, nghe có vẻ căng nhỉ. Tốc độ và độ cơ động thì mình cảm giác là đánh lái thì nó vẫn như vậy, nó không có gì thay đổi so với cái phiên bản trước. Mình sẽ check là Matsa. Bên kia thì BB1011 và Missouri. Rồi, mình sẽ cho trực thăng đi lên luôn. À đây rồi, có đồng đội mình check rồi. Rồi mình sẽ không check nữa, mình sẽ lại di chuyển sang bên này anh em nhé. À, con này mà đi với Matsa thì có thể nói là một cái hợp đôi rồi, kiểu như là hợp cạ nhau ấy. Quá là ok. Ôi, anh em đi check map là không thế nào nhỉ. Ồ, có thể lại núp à. Thằng nào nó mà sang đây nó check map anh em bắn bỏ mẹ đi. À, tàu sân bay bên mình có tàu sân bay này. Đây là một cái lợi thế anh em nhá. Có hai thiết giáp lại một tàu sân bay thì quá là ngon. Thôi em xin phép em lại núp. Gì đây? Bắn được không ta? Ồ, như vậy là nó lại né được kìa. Cái dòng này Missouri này, mấy con Yamato ấy, con gia cụ ấy, thì gần như là nó vẫn giữ nguyên những cái điểm yếu của nó trước đây. Đó là khi mà nó đứng im thì nó không thể nào mà quay tàu được anh em nhé. Chỉ có da trẻ mới móc câu thì nó quay được thôi. À, BB1011 cũng quay được. Đây rồi, ui dồi ôi, cái gì đây? Này nó bị ngáo à? Thằng này nó bị ngáo nhỉ? Vâng, thế này là anh lại bị ngáo rồi. Ôi dồi ôi, đu lên thôi mà vã thôi, pháo chính em lại hồi rồi. Ô, đúng đồng đội kìa. Pháo chính có thể nói là đi vào lòng đất của em ạ. À. Ôi giời ơi, mày chơi tao này. Thôi, thốn. Em xin phép là rút lui về phía sau. Lượng máu của em thế này thôi, bây giờ nhìn thấy con ngầm như thế này, ai dám mặt mũi đâu mà đi lên nữa. Cái gì ạ? Ô, lại có chút hư cấu chạm tay em rồi. Ôi giời, em còn hơn 200.000 máu nữa cơ. Không biết bao giờ mới chết hả rồi. Lúc làm sao được. Rồi, con ngầm nhìn đây nó hơi ngứa mắt anh em ạ. Thề với anh em luôn, hơi bị ngứa mắt rồi đấy. Anh em cứ nùi. Anh em không dại. Nó chỉ còn mỗi thằng ngầm này thôi, thằng kia thì chắc là chết rồi. Anh em mình bắn hay đấy. Sao lại mình không được kill nào nhỉ? Nói thật với anh em là cũng lâu lâu rồi mình cũng không có chơi lại con Missouri này.
cho nên là bây giờ lái cảm giác nó cũng hơi quắn, nó không được mềm mại cho lắm, anh em thông cảm nhá. Đấy anh em thấy không, nếu mà mang tên lửa chống ngầm là ngon rồi đấy. Ở đây thì mình đã thích chơi theo kiểu diệt hạm đấy, cho nên là mình mới mang cái kiểu Nava đi thôi. Đấy, bây giờ nói chung là nhìn ngầm theo kiểu bất lực thôi. Giờ chờ bạn ấy nổi lên, bạn ấy không nổi lên thì thôi chịu, chấp nhận không kin. Nổi lên không? Ồ, nó không nổi lên luôn ạ. Chán không chị nị. Nào nổi lên anh ơi, cho em xin phát. Ồ chết rồi, quá nhọ. Đấy thì anh em mà mang cái tên lửa chống ngầm ấy thì đôi khi là nó cũng sẽ có cái tác dụng nhất định. Ở đây thì mình sẽ xem nào, có cái tên lửa nào chống ngầm không ta. Tên lửa chống ngầm chết rồi, ở đây mình lại không có chứ nè, không có tên lửa nào chống ngầm anh em ạ. Đều thực sự luôn rồi. Thôi rồi, cứ nắp Nava đi chơi tiếp vậy. Bây giờ mình cũng tính vào mua, nhưng thôi vào mua giờ mất thời gian lắm, lại còn nâng cấp nữa. Rồi cứ chơi kiểu diệt hạm đi. Đấy, còn về chống ngầm thì anh em có điều kiện thì U8, không có điều kiện thì Thai 07. Thậm chí anh em nắp cho mình cả hai khe luôn. Đấy, tổng cộng là X3 tên lửa chống ngầm luôn, cho nó máu. Vịnh Viking trận này là lại phải đi cùng với nhau rồi. SMX25, ok là Goscope à. Trận này có tàu sân bay đây, cũng có thiết giáp. Anh em sẽ hay bình luận đấy nhỉ. Anh em đi nào đây, đi nào. Ui chết rồi. Tôi biết ngay mà, ông mang Dulio đi ạ. Tôi cũng chịu ông rồi, ông mang Dulio như thế này là ông phá tem rồi. Ôi, nhìn thấy con này, nhìn nó cứ nhỏ nhỏ, biết ngay rồi. Tôi đang tưởng là con ITDDX, hóa ra là con Dulio ạ. Đăng mề. Thôi, bạn là Goscope ơi, bạn đi cùng với mình nhá. Xem là đội hình của địch xem nào. Parad 05A, ôi dồi ôi, toán phòng không nó mạnh thế này. Bạn Dulio với bạn SMX25 là bạn có dấu hiệu là đi chuyển hướng. Thôi được, mình cũng phải đi tạt tạt sang cái bên này một tí. Thì bây giờ cái sức của mình thì mình không thể nào mà trụ được nếu mà mình đi một mình. Cái pháo Bofort này của con Missouri giờ nó vẫn bắn được những cái vũ khí ở trên không anh em nhá. Những cái vật thể bay trên không ấy, máy bay trực thăng vẫn bắn được này. À bắn mình đây, rồi ơi. Ôi dồi, chết cha rồi, nó có tầm nhìn là bắt đầu nó vã mình rồi. Các anh yên tâm đi, máu em trâu lắm, em không ngán. Ấy, không muốn nhà nó cứ chơi mình chứ nị. Ồ, cái này kể mình thai mang cái thai 40 thì ngon anh em ạ. Cái này nó không bắn được ở trên cao, nó không đi qua được cái ngọn đồi này anh em này. Biết thế lúc nãy mình đổi luôn em. Nhìn cắm thực sự luôn đấy. Thôi bây giờ mình sẽ mò ra luôn, chuẩn bị vào cái tư thế là chiến đấu luôn. Thằng này thằng ngầm đúng không? Thằng ngầm là chết mình đấy anh em ạ. Không có sung sướng gì đâu. Ui dồi, chết. Thôi, tạt té thôi. Không ăn thua. Còn vừa mới mò ra cái nó vã cho kìa. Pháo chính mình lại không đi qua được. Và cũng may là cái con này bây giờ nó được bút lên rồi đấy. Máu nó trâu. Bây giờ muốn hạ thì khó mà hạ được cái Sori. Anh em cứ lên đi, mình sẽ đóng vai làm chim mồi cho. Ôi dồi ôi, đang nhìn nó lỏ không kìa. Quá lỏ. Ôi dồi, sao nó chơi mình ta. Không bắn được qua luôn ạ. À. Thôi. Tầm này là em té. Không bắn được một tí nào luôn anh em ạ. Ô. Thôi bây giờ mình lùi đấy. Mình không lên nữa. Đấy các bạn, cái thằng ngầm kia. Sao không bắn đi hả mày? Lên vã chết cha đi.
ngán cái gì chúng nó. Mình chim mồi đến thế là cùng. Giờ còn mất 300.000 máu thì chơi cái gì. Chết rồi, một ông hỏng rồi. Ôi, thế cái thằng SMX25 này. Ôi giời ơi, đồng với trả đội. Chán thực sự luôn rồi. Mang cả Duo đi thì chúng tôi cũng chịu rồi. Tầm này chúng tôi chịu chết. Tầm này thì chúng tôi chịu chết. Mày ra đây. Á đủ. Bắn cho mình còn có mấy chục nghìn máu kìa ta. Ôi giỏi ơi, tao chết cha em rồi. Thế là chết cha em rồi. Tao còn có mấy chục nghìn máu này chơi cái gì. Ôi thế đồng đội mình đâu. Ui giỏi ơi, cái ông này sao ông không đi lên đi. Vãi thật. Bắn từ nay đến giờ ông không đi lên cho à. Đúng rồi, hạ chết cha đi. Đấy, có phải đi lên không? Nó chết rồi không? Có cái gì đâu mà cứ phải rén thế nhỉ? Mình đã không có góc rồi. Con này nó đi nó đã tù tù. Nhìn nó khắm thực sự luôn anh em ạ. Anh em thông cảm là cái trận này tem hơi lỏ. Hồi hết sạch cả máu luôn ạ. Ôi tôi chết cha rồi. Ôi giời ơi. Anh ơi. Em không làm gì anh nhá. Em xin lỗi. Em xin phát thôi. Oh, em xin phát cho em xin phát. Hứa chỉ bắn một phát thôi, không bắn nhiều. Hứa chỉ xin phát, không bắn nhiều. Đâm cái gì ta? Vâng, lại còn đâm nữa à? Thôi toang rồi đấy, giờ cả nhà em chỉ còn có hơn 200.000 máu. Cái thằng gầm nó xả cái là em chết luôn này. Con này nó khắm cái là bây giờ anh em phải di chuyển. Phải di chuyển thì anh em mới quay đầu được. Còn nếu mà không là chịu chết. Và anh em thấy may không? Quá là may mắn luôn đấy. Thằng gầm này nó mà dí mình là thôi mình hỏng luôn này. Cái thằng này nó never bao nhiêu mà nó không dí mình nhỉ? Chạy! Anh em ơi chạy! Quay được không? Không gặp cái map quá lỏ. Ôi giời ơi. Bắn mình à? Đừng làm người ai làm thế. Cho em xin cái mạng này đi. Ôi dồi, không ăn được luôn. Thôi em té. Em không chơi với mấy anh nữa. Vâng, bạn này muốn ăn mình lắm đây. Mà X4GB cool của em nó vẫn có lợi thế rất là nhiều. Không dễ gì anh ăn được em đâu. Em mà có đà chạy rồi. Lúc mà em không có cái cửa thoát thì anh không bắn. Bây giờ em chạy được rồi, anh mới lại bắn em. Nó đâu ta? Bây giờ cái tầm Sona của con này có chưa được 1 km thì phát hiện cái gì? Hết sạch cá máu luôn ạ. Bây giờ là tương lai nhờ nhà vợ. Anh em biết cái cảm giác mà bất lực như thế này không? Giờ mình không dám lùi lại nữa luôn ấy, lùi lại bây giờ nó vả chết hết. Ôi tên nó đâu nhỉ? Giờ mình không có một cái cơ sở gì mình quay lại luôn ấy. Ê, ông bạn đi lên đi, Voskop đi lên đi. Mò xem có thấy nó không, giờ hồi hết sạch cả máu luôn rồi. À đây rồi. Có đồng đội mình đi ra cái là lộ tầm nhìn ngay. Chắc tổng môn cái thằng kia. Nó oxy nó rõ là trâu, con K329 này kiểu bị lỗi. Đúng là thực sự nó bị lỗi rồi. Anh em thấy cảm giác nó quay nó bất lực không? Quá là bất lực luôn. Bắt mình quay ở một cái góc này thôi. Có lẽ là mình sẽ phải đi làm một cái trận khác. Chứ anh em xem như này thì nó chán lắm. Chán thực sự luôn đấy. Cái trận đấu sao nó phèn vậy ta. Được có hơn 800.000 ra thôi anh em ạ. Lại còn không được, được một mạng chứ. Tưởng là không được mạng nào ấy thì mình bị chúng nó quay. Chúng nó be góc mà mình không có một tí cái hở, khe hở nào để mình có thể chui ra được. Mình thử chui ra hai phát. Ôi dồi ôi. Mém tí về cảng.
Đấy thì mình nói rồi, cái con này thì bây giờ trong dòng thiết giáp ấy là anh em chơi được, nhưng mà chơi thì anh em cần phải biết lái nhá, cần phải luyện tập một chút, chứ còn không phải là cứ kiểu như là nhắm mắt mà lái mà nó mạnh được đâu. Nhiều tình huống nó éo le lắm, tại vì là cái độ cơ động của thiết giáp thì anh em biết rồi, quá là phèn. Xem nào, xem đội hình cái này. Sao thấy có hai người ta, à ba người, lại có ngầm. Thế bên mình có bốn người à? Mày thật. TK208 được, tem này là đấu được này, xác nhận là tem này đấu được này. Varad con 5A, Varad như nó là boss đi, thế nó mới đẻo.